rồi, giờ đây xin mời quý cô bà và anh chị em chúng ta xin mời các bạn rồi cũng lên xếp hàng hồi nào vào hồi đó. Mời quý vị ra trường kế bên xa đoạn kê bên xa. Và giờ đây xin tổng đoàn chúng ta cùng hướng lên Thượng Chúa và Đức Mẹ cũng như là các thánh để chúng ta xin lên Chúa Thánh Thần thánh hóa và nước cho được bắt đầu khai mạc vườn trầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay mặt giáo phận. Và chúng con thấy Đức Cha đã tiến ra sân cuối nhà thờ. Xin chúng ta một tràng pháo tay thật to thật dài chào đón Đức Cha ra vinh của chúng ta. Trong kính Đức Cha, hôm nay có 60 em tổng giáo xứ được xưng tội rước lễ lần đầu tiên trong cuộc đời. Và hôm nay toàn giáo xứ giáo họ của chúng con được quy tụ về ngôi thánh đường này. Và cùng với Đức Cha, chúng con cùng nghinh các thánh xung quanh thánh đường. Và giờ đây xin cộng đoàn chúng ta cùng hướng lên các thánh để chúng ta xin Chúa Thánh Thần ở hướng dẫn toàn rước của chúng ta. Kính Đức Cha Đa Minh Giám Mục Giáo Phận Thái Bình, Cha Chánh Sứ, quý cha quý hương, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, quý cố, quý cụ, ông bà cùng toàn thể các ban ngành đoàn hội. Hòa vào không khí của đất trời chiều thứ bảy Chúa Nhật thứ 21 mùa thường niên, Lama Giáo Sứ Thanh Minh chúng con vinh dự chính thức khai mạc tuần trầu thay mặt giáo phận. Có thể nói đây là ngày lễ quan trọng nhất của giáo xứ Thanh Minh. Dưới sự hướng dẫn khích lệ của cha chánh xứ, anh chị em trong ban ngành đoàn hội háo hức chuẩn bị từ việc trang trí trong và ngoài thánh đường, cờ hoa âm thanh ánh sáng, đặc biệt là những lời kinh, tiếng hát, tiếng kèn, tiếng trống để phục vụ trong thánh lễ thật là sốt sáng. Đây cũng chính là nguồn tinh thần vững chãi và thật đáng tự hào của giáo xứ chúng con. Đặc biệt buổi chiều khai mạc ngày hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng con hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Cha Đa Minh Giám Mục Giáo Phận Thái Bình. Chúng con vô cùng biết ơn sự yêu thương quan tâm vô bờ bến của Ngài giúp chúng con có một tuần trầu thật trang trọng và ý nghĩa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hợp nhau đây để cùng dâng lên Chúa những lời tung hô chúc tụng bày tỏ niềm tri ân cảm mến vì những hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ chúng con, những ơn cần thiết cho phần hồn cũng như phần xác. Chúng con biết rằng tất cả những gì chúng con có
là do Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con không có công tạng gì, chúng con chỉ biết thành tâm thưa với Chúa. Lời Thánh Phaolô: tất cả là hồng ân. Để ngày lễ khai mạc diễn ra thật thành công tốt đẹp, giờ đây con kính mời Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn sẵn sàng tham dự cuộc rước của giáo xứ chúng con như sau. Một, cờ hội thánh tiếp đến bình hương, thánh giá lên cao, ban trống, các em thiếu nhi, ban giới trẻ, ban giáo lý, quý sơ dòng ngoan côi, ban kim nhạc họ giáo qua viên, ban ca đoàn họ giáo qua viên, kiệu thánh quan thầy An Tôn, ban ca đoàn họ giáo An Đạo, kiệu thánh quan thầy Bà Thánh A La, ban ca đoàn họ giáo Thánh Gia, kiệu quan thầy Thánh Gia, ban ca đoàn họ giáo Minh Thành, kiệu thánh tâm Chúa Giêsu họ giáo Minh Thành, hội gia trưởng, kiệu thánh Đa Minh Xuyên, hội lòng thương xót Chúa, kiệu thánh Tử Đạo Quý Hương, huynh đoàn Đa Minh, hội hiền mẫu, kiệu thánh quan thầy Vinh Sơn, ban kim nhạc lữ, ban ca đoàn Tê Dê Sa, kiệu đức mẹ, các em xưng tội và rước đễ lần đầu và phụ huynh, ban kim nhạc lam, các cụ kỳ cựu hội đồng giáo xứ, kiệu chúa Khải Hoàn, ban lễ sinh, quý thầy, quý cha đồng tuế, ban hội đồng mục vụ giáo xứ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, xin kính mời các ông cai chúng ta dàn rước và hướng dẫn cho các ban ngành đoàn hội đi đúng như đã đọc trên. Kính mời ban trống.